Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, giá rẻ uy tín chất lượng, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Người đâu rồi vậy hả? Ở đây. Ở đây anh em ơi. Ok, một viên SKS. Gục ngã luôn. Một viên SKS và chia buồn bạn đã phải lên bảng điểm số nhá. Anh đổi thời gian online ngay bây giờ được không anh? Chẳng hạn như ngày mai. Chắc là không đâu em ơi. Phải đợi đến hết tháng cơ thì anh mới đổi dịch online được em ạ. Mình tưởng là trong nhà có người, không phải anh em ạ. Cứ tưởng là có người cơ. Rất là vắng. Ok, đã có được bảng số 3 nhá. Chứ thời gian này toàn là cao thủ thì chơi với cao thủ cũng được mà anh em ơi, đâu có sao đâu. Ok, bảng số 1 vẫn đi. Kiếm người thật nào anh em ơi. Lấy tạm MP40 nhá. Ok, chơi tạm khẩu này với SKS mình nghĩ là sẽ ổn, không sao cả đâu. Mình sẽ chơi cái combo súng này nha anh em ơi. Combo súng SKS cộng với MP40 nhá. Combo này luôn chúng ta gắt thì vứt luôn vào ngắm đích, không cần luôn. Xuống lấy xe chạy tạm thôi nào anh em ơi. Chạy xe cho đỡ mỏi chân. Lên xe thôi nào. Let's go. Wow, chưa thấy ai cả anh em ơi. Vắng quá mà. Team anh cho nó đi ngủ hết rồi em ơi. À, phía trên. Phía trên đang một người anh em ạ. Ok, số tư máu rồi. Ui, để lên anh em ơi, để lên anh em ơi. Thằng sắp đai rồi anh em ơi, để lên. Đấy rồi, úi dồi ôi, đã xong. Một viên SKS và lên bảng điểm số rồi nhá. Tuổi gì chơi với anh hả em ơi. Ok, đổi qua M451 này. Ngu rồi anh em ơi. Nãy mình vứt mất cả 2x. Cạn lời rồi. À đâu, nãy mình vứt mất cái 1x anh em ơi. Cạn lời rồi anh em ơi. Quá là cạn lời luôn ấy chứ. Ghép ngẫu nhiên hả? Ghép ngẫu nhiên thì hơi chán em ơi. Ok, thì nữa thì anh ghép ngẫu nhiên thử coi. Đêm rồi các bạn lại chẳng ai bật mic, này là hơi chán nhỉ. Vậy nên là anh không có thích ghép ngẫu nhiên lắm. Ok, ok. Ok anh em ơi, chúng ta đã chuẩn bị có Monster Truck rồi. Lấy xe Monster Truck đi xanh người thôi nhỉ anh em ơi. Uầy, dính ngay cái vụ này cờ. Từ từ anh em ơi. Qua lại xe cái đã. Ui, tao chạy xe máy vậy. Chạy xe máy à? Ui, chạy xe máy hả ơi. Ui, chạy xe máy hả ơi. Ok, đã xong, yes. Thanh niên chạy xe máy mà láo với anh à? Ok, lái xe thôi nào mọi người ơi. Nếu anh live từ 20 giờ đến 23 giờ thì em sẽ xem trễ một tiếng lận, bởi vì 20 giờ thì còn đang học, 21 giờ mới học về nên trễ một tiếng không chịu đâu, hu hu hu. Thì bình thường anh sẽ live từ 20 giờ đến 23 giờ này. Đấy, tầm đấy là vừa, anh thấy là vừa em ơi. Xem trễ thì cũng đâu có sao đâu em ơi. Ok, chúng ta sẽ chạy lên cầu trời một xíu nào. Có thính nha các bạn ơi. Kiểm tra thính có nào. Ok. Chỉ là thính AWM. Hơi chán. Trên này còn ai không nhỉ? Không còn ai cả các bạn ơi. Vắng quá mà. Úi dồi ôi, người đâu cả rồi. Người đâu cả rồi vậy. Oh my god, không thể ai. Mình sẽ quay lại cho thính coi, biết đâu là sẽ có người nha các bạn. Lượn qua đây con nào. Biết đâu là quay lại thính lại có người. Kiểu là cho nó đến lượm thính thì sao. Không thể ai cả các bạn ơi. Úi dồi ôi. Mặt chắc này đi ném phê anh em ạ. Xe kiểu vượt địa hình. Lái xe cực đã nhá. Ồ thính kia chắc là. À đâu, tôi tưởng là nó ở trên trên không cơ. Tầm này vẫn lượm ok. Lượm thính ok nhé anh em. Không có ai có đây lượm thính cả. Vậy nên là mình sẽ lượm luôn. Uầy. Là thính FPD. Cái này mình chịu rồi. Tiếp tục lái xe đi ăn mạng nào anh em. 20 thằng nữa. Đông phết nhỉ. Xin lỗi anh, em phải đi ngủ rồi. Không sao đâu em ơi. Cảm ơn em đã xem like và ủng hộ anh nha. Thank you em. Và chúc em ngủ ngon ạ. Biết là vậy nhưng thích xem trễ lạ lắm. Bình thường thì trễ sẽ là những cái khoảng thời gian mà con người ta kiểu như là live đêm ấy, tâm sự trải lòng nhiều hơn với anh em. Ơ kìa, biết ngay mà, bên trên lại có đứa lượm thính rồi nhá. Lên luôn em ơi. Chạy đâu, chạy đâu hả em ơi. Ui, chạy đâu hả em ơi. Ok, đã xong. Cán một phát vào nó đai luôn anh em ạ. Thế là xong nhá. Lên xe và chạy. Lái xe tiếp thôi nào anh em ơi. Ok. À đây, kế lên xe mới đúng này. X2 hình như là anh hết rồi em ạ. Ôi bên trên, bên trên. Bên trên thằng nào gọi đôn thính vậy. Ok, hello em nha. Xin chào 1013 bạn đang xem live trên kênh của Kẹo nhá. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Uầy. Mình sẽ xem là đứa nào vừa gọi thính ở trên này. Đứa nào vừa gọi thính ở đây vậy. Ồ, gọi trên nóc nhà cả, căng rồi nhá. Ui, nó vừa nhảy xuống tầng 2 kìa. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Ok, đã xong. Tưởng gì hả em. Anh lại sợ chú quá cơ này. Đó, lên luôn tầng 2. Tuyệt vời. Có ngay hù ra, quá đã luôn anh em ơi. Ngon nhỉ các bạn. Ui, mình sẽ xuống xe, lấy xe chạy bo cái đã. Ok, ok. Lấy xe chạy bo này anh em ơi. Ui, xe chạy ngon. May là xe chưa bị mắc kẹt anh em ạ. Xe vẫn chạy ngon nhá. Ok, ổn. Chạy bo của mình nào các bạn ơi. Ở đây. Úi dồi ôi. Từ cái đã bị hạ. Mình còn được tính cứu cơ. Nó chết vì bo. What the hell, cay thế nhỉ. Mình tông nó tưởng là mình sẽ được tính cứu chứ. lên đại học là sướng nhất chỉ chơi thôi. Đúng rồi em ơi. Sao là lúc nào gần thi thì ôn thi SML. Cố lên đại học nhé em ơi. 14 thằng nữa. Wow. Không thể chuẩn đâu anh em ạ. Các bạn đâu hết cả rồi. Đây, mình đang đi tìm các bạn đây. Đâu mà anh em, 14 thằng nữa cơ mà chạy qua đây nãy giờ không thấy ai này, hơi bị buồn. Tại sao vậy nhỉ? Kìa kìa. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi. Ok đã xong. Yes. Chỗ này nữa hả? What the hell, what the hell. What the hell anh em ơi, what the hell anh em ơi, what the hell. Ok. Tí nữa mình chết nha. Chơi nhanh luôn mà, sao phải ngại. Quần máu cái đã anh em ơi, ok. Kìa kìa, trên nóc xưởng, nóc xưởng còn có người. Căng vậy, căng vậy. Không ngờ là trên nóc xưởng còn có người anh em ạ. Kìa kìa, cái đầu nó kìa. Cái đầu nó kìa anh em ơi. What the hell. What the hell anh em ơi, cái đầu nó kìa. Nhảy xuống cả. Đã bị hạ luôn, thanh niên. Nhảy trên nóc xưởng xuống vào cái kết đáng lòng. Anh em ơi, còn lại có 7 đứa nữa thôi. À đâu, còn lại 8 đứa này. Mình nhầm giữa mạng giết với mạng còn sống anh em ơi. Không sao cả, cố lên nào anh em ơi. Ok. Tiếp tục lên xe chạy mo. Quên mất là mình chưa kịp lấy 4x nữa cơ. Chạy mo của mình nào các bạn ơi. Ok. Lấy được 4x thì ngon. Để coi nào. Xem là 8 thằng đã đẳng ở đâu. Đông vui nhỉ mà anh em ơi. Chạy qua mấy cái chỗ diệt bom này coi. À đây. Nữa hả? À đây rồi anh em ơi. Ăn tông nhé vào đai luôn. Ơ kìa. Lên xe cái nào. Chúng ta sẽ phải lên xe để vào bom trước cái đã. Ok. Ôi thì mới này. Thì mới nhưng mà nó ở ngoài bo cơ, mình cũng chịu. Quần máu luôn nào. Uầy. Bo lại thu ra ngoài này cơ à? Có lẽ 5 thằng. 5 thằng nữa thôi anh em ơi. Thằng nào vừa bắn tôi vậy hả? Mãi ở trong cơ. À đây. Dưới này cũng có người nha. Ok xong rồi em ơi. Ôi xe của tôi, anh em ơi. Xe vẫn chạy ngon. Rút đồ cái đã. Có 4x không vậy? Thằng này không có 4x nha anh em ơi. Chán quá nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi bộ thôi. Không đi xe nữa. Bây giờ đi bộ mới an toàn anh em ơi. Đi xe là mình đai luôn ấy chứ, đi bộ thôi cho nó an toàn. Đấy. Và chạy theo lối này nha. Mình vào cái ngành vớ vẩn mà. Ngày trước thì Kẹo cũng học đại học nhưng mà Kẹo nghỉ rồi. Ngày trước là mình học quản trị kinh doanh nhưng mà sau thấy là nó không phù hợp với nghề. Thế nên là đã nghỉ học. Nghỉ học cách đây là được tầm khoảng bao nhiêu đây? Nửa năm rồi anh em ạ. Kẹo nghỉ học đại học nửa năm nay rồi. Mình chỉ học đúng là hết sinh viên năm nhất. Thế thôi anh em ạ. Ôi để coi. Chắc mình đóng súng vào này. Rồi nhá. Úi dồi em ơi, Ôi dựng tầm băng cả. Hay lắm em ơi, dựng tầm băng cả. Hay lắm em ơi, Ui. Ở dưới này hả? Úi dồi ôi đã xong. Yes. Anh em ơi cẩn thận. Đậu xanh này. Ui, mà chơi với anh à? Đậu xanh này. Yes, nhân giống. Tuyệt vời anh em ơi. Nhân giống rồi nhá. Bật ghế lên ngồi nào anh em ơi. Úi dồi ôi, lại được nhân giống rồi. Ngon. Top 1 11 kill. Quá đã phải không anh em ơi? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.